Hello anh chị, em nhà đầu tư nha, mình là Đức Phạm của bộ IDB. Thì ngày hôm nay mình làm một cái clip để chia sẻ với anh chị em một ý tưởng đầu tư trong giai đoạn thị trường nó đang có những cái xu hướng điều chỉnh giảm, thì chúng ta nên tìm các cái nhóm cổ phiếu nào hay là tìm những cơ hội nào. Thì giai đoạn này thì mình muốn giới thiệu với anh chị em một cái mã cổ phiếu, đó là mã KSB, một cổ phiếu trong cái nhóm ngành đá. Thì với cái câu chuyện chung từ những cái giai đoạn trước của chúng ta là câu chuyện về đầu tư công, về sân bay Long Thành, rồi đường vành đai 3, rồi là các cái tuyến đường cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long, rồi hệ thống metro. Thì anh chị em cũng biết là đá là một cái sản phẩm mà gần như tất cả cái dự án mà liên quan đến xây dựng thì đều phải sử dụng. Thì giai đoạn trước thì chúng ta thấy là có khá nhiều cái cổ phiếu ngành đá, những cổ phiếu ngành đá nó có những cái nhịp tăng do từ cái tháng 11, do cái câu chuyện là kỳ vọng vào đầu tư công. Ấy, tuy nhiên là có nhiều cổ phiếu đá thì giai đoạn vừa rồi nó không còn tăng nữa và nó đang gọi là trong một cái trạng thái tích lũy. Thì chúng ta cũng cùng nhìn lại là cái nhóm tiềm năng của nhóm ngành này như thế nào và giao dịch thì sẽ ra sao nha anh chị em. Thì về cái tăng trưởng, về cái tăng trưởng của nhóm ngành đá, thì cái câu chuyện mà thi công hạ tầng sẽ là động lực chính cho nhóm ngành này trong năm 2024 đến năm 2030. Thì anh chị em có thể nhìn thấy ở đây nè, cái tuyến đường cao tốc như là Hồ Chí Minh Long Thành, Hồ Chí Minh Trung Lương, lộ Tẻ Rạch Sỏi nè, Đà Nẵng Quảng Ngãi này. Đó thì đây là cái tuyến đường mà sắp tới này. Rồi ở đây là danh sách các cái dự án hạ tầng trọng điểm ở phía Nam trong giai đoạn 2023-2030. Chúng ta thấy có đường vành đai 3 này, rồi sân bay Long Thành này, rồi cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành mở rộng này. Đó thì tất cả những dự án này thì chúng ta biết là làm đường thì cái nhu cầu đá rất là cao, đúng không? Ok, thì ước tính là nhu cầu đá sử dụng các dự án đó tính theo là triệu mét khối. Ở đây chúng ta thấy là có những cái dự án, ví dụ như dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 là chiếm đến 22%, giai đoạn 2 là chiếm 38%, giai đoạn rồi như là các cái dự án khác thì dự án nào cũng đều có gọi là cấu phần của đá trong đó. Thì giai đoạn này thì chúng ta có thể nhìn thấy là một số cái mỏ đá mà đang tập trung ở khu vực miền Nam, thì đa số là dụ như chúng ta thấy là cái mỏ như mỏ Biên Hòa nè, rồi mỏ Núi Lửa nè, rồi mỏ Phú Giáo, mỏ Tân Lập nè, mỏ Hướng Quảng nè, rồi mỏ Lục Ninh. Đó đây là những cái mỏ mà ở cái khu vực miền Nam, đúng không? Còn đây là cái thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Đó thì với những cái vị trí của những cái mỏ này thì chúng ta có thể thấy được là nó sẽ gọi là những cái nguồn đá cung cấp trực tiếp cho cái khu vực gọi là miền miền gọi là miền Nam. Một số cái cổ phiếu ngành đá trên thị trường hiện nay thì chúng ta có thể thấy là mã VLB. Đó, mã VLB là một cái mã mà lớn nha. Đó, mã VLB là một mã lớn và trữ lượng thì tương đối là nhiều. Tiếp theo là KSB, rồi sau đến là DHA, rồi MDG, rồi TCD, DGT, BMG, NNC, C5, CTI và NDN, DND. Đấy, tuy nhiên là ở đây thì chúng ta có thể thấy có một cái là KSB thì cũng có gọi là ở đây nè. Đây nè. Ở KSB này nó được tăng sở hữu chi phối tại VLB này đó. Thì chúng ta thấy là ở trong đây thì cái mà VLB với lại KSB là hai cái mà cổ phiếu nó có sự liên quan đến nhau đó. DHE thì những cái mỏ này thì nhỏ hơn đó. Thì ngày hôm nay thì mình muốn nói nhiều đến cái mã KSB. Thì tại sao? Thứ nhất là ở trên thị trường á, thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái mặt thanh khoản á, thì một số cái mã cổ phiếu nó có thanh khoản mà đủ một ngày trên vài triệu cổ phiếu để đủ để giao dịch á, chúng ta thấy chỉ có cái mã KSB là cái mã mà đáp ứng được cái nhu cầu này. Còn còn những cái mã như là VLB hoặc là City, CTI thì nó có cái thanh khoản đâu đó một vài trăm ngàn, mà lâu lâu thì nó cũng có nổ vol lên đâu đó khoảng đến vài triệu cổ phiếu đó. Tuy nhiên là những cái mã này thì nó có tiềm năng, nhưng mà tuy nhiên là nó gọi là thanh khoản thì nó thấp, nên là nhiều khi nó cũng sẽ kén chọn trong cái việc lựa chọn giao dịch. Và còn những cái mã cổ phiếu khác đấy, những cái mã cổ phiếu như DHA, rồi T, rồi ví dụ như là BMG, NNC, CI5 thì gần như là không có thanh khoản nó, cho nên là những cái mã này thì cho nên là mình sẽ không có xem xét tới. Ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung vào xem xét cái mã KSB, ở một cái mã mà
chúng ta sẽ có cái gọi là cái khả năng chúng ta tham gia được. Thì một cái mã KSB thì mỗi ngày chúng ta thấy cái khối lượng giao dịch nó tương đối cao, đúng không? Thì nó có thể phù hợp cho nhiều anh chị em nhà đầu tư với các cái quy mô vốn khác nhau để tham gia đấy. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào một tí và phân tích kỹ thuật, thì bây giờ cái câu chuyện mà đầu tư công á, thì nó râm ran trên thị trường đâu đó từ tháng 11, đúng không? Anh chị em thấy cổ phiếu nó tăng một đoạn mạnh từ cái giai đoạn là giá 11.000, sau đó là đạt đỉnh là ở ngưỡng là 28.000, tức là nó đã tăng được khoảng 140%. Và sau đó thì cổ phiếu này nó đi ngang tích lũy trong cái kênh giá này, đúng không? Nó đi ngang tích lũy trong cái vùng kênh giá này trong cái giai đoạn là từ tháng 3, đúng không? Từ tháng 3 nó đi ngang tích lũy trong cái kênh giá là từ đâu đó khoảng tháng 3, cuối tháng 3 tới giai đoạn hiện tại, thì cái cổ phiếu này nó vẫn đang gọi là đi ngang tích lũy phía trên cái đường trên canh tuần đó. Thì bây giờ cổ phiếu này sắp tới là sao? Thì nếu mà chúng ta nãy giờ chúng ta nhìn qua về cái bối cảnh vĩ mô, thì cái nhóm cổ phiếu KSB là một cái nhóm cổ phiếu mà nó được hưởng lợi từ cái câu chuyện là đầu tư công, những câu chuyện về nhóm ngành đấy. Thì tuy nhiên là cái cổ phiếu KSB này á, thì nó lại được cái lợi là nó đang gọi là có những gọi là cái thanh khoản giao dịch, đúng không? Nên là ngày hôm nay chúng ta xem xét cái nhóm này đấy. Thì KSB thứ nhất là cái câu chuyện về cái nhóm ngành đầu tư công, đúng không? Về cái đầu tư công thì mình thấy là đầu tư công, anh chị em có thể thấy là cái giai đoạn 11 á, hầu như các cái cổ phiếu nhóm ngành đầu tư công nó đều đã có những cái nhịp tăng tăng khá là mạnh. Và đến bây giờ thì chúng ta vẫn thấy là các cái bài báo và các cái báo chí media nó vẫn đưa ra những câu chuyện đầu tư công, đúng không? Đó, thì mình đánh giá là cái câu chuyện đầu tư công nó là một cái câu chuyện nó xuyên suốt của năm 2023 cũng như là qua giai đoạn 2024 và cũng như là những cái giai đoạn có thể là qua đến đây nè. Đó, chúng ta có thể thấy là những cái dự án, đúng không? Đây nè. Đó, qua đến giai đoạn là 2030 ấy, thì với cái triển vọng cái nhóm ngành cũng như là cái phát triển cao tốc như vậy, thì chúng ta có thể là thấy cái dư địa tăng của những nhóm cổ phiếu này nó vẫn còn. Tại vì thường thì anh chị em thấy các cái sóng cổ phiếu thường có 3 sóng. Sóng thứ nhất là sóng kỳ vọng, tức là sóng kỳ vọng là sóng khi mà cổ phiếu nó bắt đầu nó chạy trước các cái thông tin, mà khi cái thông tin gọi là kỳ vọng thì nó tăng lên một nhịp, và sau đó nó tích lũy đi ngang rất lâu. Nó có thể tích lũy đi ngang đâu đó khoảng một vài tháng để sau đó là để mà nó hấp thụ lại cái lực cung cầu, sau đó nó mới gọi là tiếp tục rung rũ. Cái quá trình này gọi là quá trình rung rũ, và sau khi rung rũ xong thì cổ phiếu nó mới gọi là đi lên và tiếp tục cái chu kỳ tăng giá của nó. Và lúc đó thì các cái tin tốt ở trên thị trường nó sẽ ra là về là nhóm này hưởng lợi thế này rồi nhóm này hưởng lợi thế kia đấy. Thì ở trong giai đoạn này chúng ta thấy là KSB đã có một con sóng đầu tiên, mình đánh giá là đây là một con sóng kỳ vọng, tức là thị trường chúng ta kỳ vọng nhóm ngành đầu tư công nó sẽ có những cái hưởng lợi. Thì cái giá cổ phiếu này nó có cái lợi thế là cái cổ phiếu thứ nhất là ngành đá, thứ hai là nó có cái lợi thế về thanh khoản. Thì cái giai đoạn này nó tăng giá được, nó tăng giá được và nó khá là thu hút dòng tiền. Tại vì nếu mà trên thị trường muốn tìm ra một cái cổ phiếu ngành đá mà có thanh khoản tốt thì gần như KSB nó là cái sự lựa chọn duy nhất. Thì cổ phiếu này nó tăng mạnh lên, nó tăng rất sốc, và sau đó thì nó cũng đi ngang tích lũy ấy. Thì bây giờ với cái câu chuyện vĩ mô thì mình thấy là không đổi, và gần như là nhóm ngành nào ở trên thị trường cũng cần đến cổ phiếu nhóm ngành đá. Thì mình đánh giá đây là một cái cơ hội mà anh chị em có thể là quan sát, tìm kiếm cơ hội điểm mua an toàn trong cái giai đoạn này đó. Thì mình luôn luôn chia sẻ với anh chị em một cái góc nhìn là cổ phiếu tốt là một cái cổ phiếu đang tích lũy và nó chưa tăng, thì cái cơ hội chúng ta nó sẽ có. Còn đối với những cổ phiếu mà đã tăng nóng rồi thì lúc đó cơ hội nó sẽ ít. Những cổ phiếu mà như KSB thì mình thấy là thứ nhất là nó đang gọi là có cái hỗ trợ phía dưới là đường giao găm ở cái ngưỡng là 26.1, ở ngưỡng là 26.25 đó, và phía dưới nữa nó đang có hỗ trợ dưới vùng là 21.8 đó. Thì tuy nhiên là cái khung cầu thị tuần thì anh chị em có thể thấy là cái cổ phiếu này nó đang gọi là tích lũy ở trên đường kênh kỳ xuyên tuần, và cái hỗ trợ kỳ xuyên tuần thì nó đang ở đâu ở vùng là 25.4. thì mình đánh giá là cái ngưỡng mà 25.4 này là một cái ngưỡng mà tương đối là cứng của cổ phiếu KSB. Thì nếu mà trường hợp xấu nhất cổ phiếu KSB nó có những cái nhịp nó phóng xuống từ cái đường 25.4 thì đi xuống, có thể là nó sẽ còn đi về cái vùng cạnh mấy tuần đó ở ngưỡng là 20.8 đó. Thì nếu mà trường hợp mà xấu nhất cổ phiếu KSB, nếu mà chúng ta mua cái điểm quanh cái vùng giá 26, tức là cái vùng giá hiện tại này ở ngay đây này, đó đó, thì trong cái kịch bản mà xấu nhất thì cổ phiếu này nó pha đáy
nó đi xuống, thì lúc này chúng ta chấp nhận một cái khoản lỗ, ví dụ như từ đây mà đi xuống dưới đây mất 25.4 đúng không, thì tương đương với khoảng là 3%, tương đương khoảng 3%. Thì nếu mà anh chị em mà chấp nhận một cái khoản lỗ là 3%, một cái rủi ro là 3%, thì anh chị em có thể là tham gia với cổ phiếu KB từ vùng giá đâu đó khoảng giá 26, thì cổ phiếu nó có thể là nó sẽ tích lũy ở trên cái ngưỡng mà 26, và sau đó là nó sẽ break cái đường cạnh trên này để đi ra vào những cái giai đoạn cuối tháng đó, và những giai đoạn cuối tháng thì lúc này chúng ta sẽ có những cái lợi nhuận mà mình đánh giá là đối với những cổ phiếu tích lũy như thế này, và cái biên độ cắt lỗ của chúng ta đang dưới 3%, thì nếu mà cổ phiếu nó có đi được thì chúng ta sẽ nhắm đến những phần lãi, thứ nhất là trên 10%, có thể là 20%, thì mình đánh giá là với cái gọi là cái profit, tức là cái lợi nhuận chúng ta thu lại được, thì nó cao hơn nhiều so với cái rủi ro mà chúng ta bỏ ra. Thì mình đánh giá là cái SB giai đoạn này tương đối hấp dẫn, và cái vị thế này là mình đánh giá ở cái vị thế là quanh giá 26, mình đánh giá là một cái vị thế an toàn về mặt giá cũng như về mặt vị thế. Nếu mà chúng ta có sai thị trường xấu, mất vùng 26 chúng ta bán ra, thì chúng ta chỉ lỗ đâu đó khoảng 3% cho cái phần cổ phiếu chúng ta mua lấy vị thế. Còn nếu mà anh chị em mua lấy vị thế đúng, khi hàng về rồi, hàng có trong tài khoản và thị trường chung cũng ổn định đó, thì khi mà giá cổ phiếu nó vượt lên lại cái vùng mà 26.95 này, thì chúng ta có thể là gia tăng tỷ trọng để chúng ta có thể là đánh full, và khi cổ phiếu nó chính thức nó vượt bên đi lên, thì lúc đó chúng ta sẽ gia tăng để chúng ta đánh full. Thì cái đó là cái ý tưởng của mình cho anh chị em có thể là giao dịch đối với cái cổ phiếu KB ấy. Thì có cả hai cái kịch bản nha. Nếu mà kịch bản xấu nhất mất đi cái vùng giá 25.4, thì chúng ta nhanh chóng thoát ra khỏi thị trường, chúng ta chờ mua lại cổ phiếu này ở những vùng 20.8. còn nếu mà trường hợp cổ phiếu này anh chị em mua phần lấy chân ở quanh 26, hàng về chưa thùng hỗ trợ, giá cổ phiếu còn đang tích lũy, thanh khoản giảm dần, thì lúc đó anh chị em có thể là chờ nó vượt lại ngưỡng 26.9 để anh chị em có thể gia tăng tỷ trọng một phần, và vượt được cái cản phía trên thì chúng ta có thể là gia tăng thêm một cái phần tiền nữa, để qua đó chúng ta có thể là có những vị thế tốt ở những vùng này, sau đó chúng ta ôm cổ phiếu để nó trong một con sóng mới nha. Thì đó góc độ góc nhìn của mình. Chúc mọi người thành công với cổ phiếu KB nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh chị em nhà đầu tư giai đoạn này chứa người đồng hành, hoặc là vẫn đang mua cổ phiếu theo cái trường phái là mua đỉnh xong rồi cắt lỗ đáy, hoặc là chưa biết cổ phiếu nào nên mua, nên theo dõi trong quá trình thị trường điều chỉnh, thì có thể liên hệ với mình theo số 0931283301, hoặc là anh chị em có thể mở một cái tài khoản SSI để về đồng hành cùng với khách hàng của mình nha. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Chúc mọi người thành công nha.